36 thôi. Đó, sale đầu like đang sale cho mấy chị cái này 25 ngàn nè. 25 ngàn chị nào lấy chút giùm thân luôn ha. Áo, áo ngực 25 ngàn một cái. Chút em chút lẹ giùm thân luôn. Còn áo 35 ngàn thì thân có size 38, 40, 42 rồi luôn nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chút giùm thân luôn. Áo 25 ngàn.
Thank you.
bây giờ thanh sẽ lên số lớn, nhưng mà cái số lớn là giá bán là thanh xem cho mấy chị 35 ngàn nha. Áo này là người ta bán một cái 85 ngàn, thanh bán cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Hai áo này thanh có size 42 luôn rồi mấy chị. Chị Quỳnh Trang Si ơi, đây nè, size lớn rồi chị, size 42 nè. Đó, thanh xem cho mấy chị 35 ngàn. Ôi là trời, mấy chị áo này không ai bán cho mấy chị 35 ngàn đâu, nó thanh nói thiệt luôn á. Không ai bán cho mấy chị 35 ngàn. Áo này là size lớn nè, size 42 nè mấy chị. Ở cái màu này nó cũng không có sặc sỡ đâu mấy chị nha, size 42. Size 42 nha, 35 ngàn. Rồi mấy chị lấy mấy cái vậy không lấy đó. Rồi size 42 mấy chị lên cho con là size 42 nè. Size 42 35 ngàn. Nên có màu màu hồng nha mấy chị. Màu hồng này là hồng hồng lắm chứ không phải hồng đậm đâu nha. Ở size 42 màu hồng, nên có size 42. Lấy một cái size 42 cho chồng sang rồi nè. Bữa em
Yeah.
luôn mà anh sale cho mấy chị có 35 ngàn thôi. Rồi cái này là màu trắng này, phải 40 lên còn một cái nè, 40 lên còn một cái nha mấy chị. Rồi 42 lên có màu da mấy chị, 42 lên có màu da nè. 50kg hả, 50kg là cũng lấy size 38 hay 36, 38 rồi đó. 38 hai cái, ok chị Nguyễn Dũng nè. Đơn cưng đi rồi, chị miễn xếp cho cưng đó là Đặng Hiền ơi. Hai cái trắng đen. Rồi 38 hai cái trắng đen. Màu trắng màu đen màu hồng
79k 52kg, ok, tính chung nè.
Ký đổ lại nha mấy chị, 50 ký đổ lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn mà còn màu khác nha chị, còn màu khác cái cưng, còn màu khác nha. Tiên Nguyễn ơi, đây có màu đen nữa nè, màu đen nha, màu đen nè, đó có màu đen nè. Rồi chị nào lấy chú Hồng Thanh luôn, cái này 55 kg, dùng đi 60 kg cũng vừa. À, hai bọc tắm trắng 10k rồi, ok. Tiết Nhung nè, chị cho em số điện thoại để em nhập lên trên máy nha chị, cho mấy đứa nó nhập lên trên máy chị đi luôn. Áo vàng phối 35k, vàng phối thành hết rồi, thành hết rồi Liên ơi, còn xanh phối nha, vàng thành hết rồi nha mấy chị, áo vàng phối thành hết nha, áo vàng phối thành hết, thành còn màu đây đây đây, còn vàng phối là còn cái nè, vàng phối nè, ok lấy cho các bạn tìm Liên Nguyễn nè. Liên Nguyễn thành còn một cái vàng phối nè. Nhập số hỏi Liên Nguyễn lên đi Khánh ơi, nhập số điện thoại Liên Nguyễn lên đi. Anh còn màu xanh nha mấy chị, còn màu xanh nha, màu xanh mấy chị ơi, đây màu xanh phối cũng rất là đẹp luôn. À, màu xanh phối nó giống màu vàng luôn, nhưng mà nó khác cả cái này màu vàng, ổng này màu xanh nè mấy chị. Xanh phối 35.000, chị nào lấy chú Quỳnh Thanh luôn ha, xanh phối nè. Rồi xanh phối 35, mấy chị lên Quỳnh Thanh luôn ha, xanh phối 35.000 mấy chị. Cái này một cái 130 mấy chị, mùa lạnh tới là mấy chị mua cái này mặc được, làm ống mặc được luôn. Rồi lên Quỳnh Thanh luôn. Rồi Mai Phương hai bọc tắm trắng nè, chị lấy em 3 cái. À, đừng lấy phối, rồi ok em. À, ba cái được lấy phối hả? Ba cái được lấy phối rồi, ok em. Lưu Nguyên Phan cho mình cái con rêu này. Ba nè. Bốn nè. Rồi, ok, Tiên Nguyễn nè, ba cái không lấy phối nè. Ủa, nó mặc màu đỏ là ok luôn á. Rồi, cổ váy. Ba người vô một cái, còn cái đấy một bọc đó một giá đó. Rồi ok, xanh nè, Liên Nguyễn nè, Trúc Toàn ơi. À, chị thấy cưng nè, cưng cục comment gì vậy? Rồi xanh là Liên Nguyễn nè, Liên Nguyễn nè, thắng con tím nó đi con hội chơi dịp dọ không đó. Chị chào Linh Bùi nha, còn màu gì nữa? À, đây màu đỏ nữa nè, màu đỏ nha, màu đỏ nè. Rồi màu tím nè, màu xanh nè, màu đỏ, màu tím, màu xanh, đỏ tím xanh mấy chị, đỏ tím xanh nha. Rồi màu đen, rồi màu đỏ đô, màu đỏ đô. Cái này cổ có gì nó như bò như này, cổ cổ là cổ tiếp không. Rồi màu vàng nữa nè, vàng thì nó không có phối nha, vàng nó không có phối á. Rồi chị nào lấy chút Quỳnh Thanh luôn màu nha. Đó, nó có màu vàng nè mấy chị, màu vàng này nha. Cái này là áo, cái áo này là không có phối. Có màu trắng nữa, đây có màu trắng nữa mấy chị, màu trắng nữa nè. Là mấy chị thấy không, đẹp chưa, đẹp chưa, à, nhúc đất chưa. 35.000 một cái thôi, quá trời rẻ luôn á. Áo khoác dù có, cứ lấy màu gì thì lấy cho. Một cái áo khoác dù sale 49.000. Rồi lên lên nha, màu vàng.
biết sao mà chị không bỏ ra, bỏ ra hết hết là ta dịch. Người ta khỏi cái bắt đầu ta lấy chút. Tiếp nhi 3 năm nè, tụi em lấy A, đó hoa phi đỏ đi nha chị, không lấy xanh khói. Trời, như viên ba cái màu xanh đâu rồi. Cái này là người ta bán ba
một cái gì đó đây. Tâm, cảm ơn. Rồi chị nào lấy chút cho ta luôn ha mấy chị. 27 ngàn giấy nè. Lấy cái bọc túng 3 bộ vô là vô được luôn. Rồi Kim Thảo nè, 27k nè, 5 bộ nè. Rồi ok nè, Chiếu Trần nè, 27k 2 bộ nè. Rồi mấy chị yên tâm, nó không có lấy cùng màu đâu, cho nó mấy chị đừng có sợ nha. Anh sẽ lấy khác màu cho mấy chị. Chị nào mà chưa cho lên số điện thoại thì cho lên số điện thoại nha. Rồi còn chị nào lấy hết thì chốt giùm anh luôn nha. Rồi nó còn có mấy bộ thôi, chị nào lấy thì nhanh lẹ cho mấy chị để hết uổng nha. 27 ngàn quá rẻ luôn mấy chị. Chia sẻ like dùm thăm luôn nha. Bấm vàng một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm nha. Còn có 8 bộ thôi mấy chị. Còn có 8 bộ thôi. Chị nào lấy chút nhanh chút lẹ cho luôn nè. 27k nha mấy chị. 27k. Đây bộ này đang sale cho mấy chị luôn nè. Hàng xịn luôn mấy chị. Bộ này là 120 mấy chị. 120 bây giờ tăng sale cho mấy chị luôn. 39 ngàn. Ai 39 ngàn nha. Bộ này 39 ngàn. Chị nào lấy chút thanh luôn. 55kg lỗ lại. Quá đẹp luôn. Siêu xịn luôn. Hàng cao cấp luôn mấy chị. Hàng cao cấp luôn. Thanh sale cho mấy chị luôn. 39 ngàn. Bộ này chị đang không lấy uổng nha. 120-125 đó mấy chị. Còn có bộ hàng sale cho mấy chị luôn. Rồi áo ngực này nãy chị nào vô sao chưa mua thì giờ mua đi. 35 ngàn một cái mấy chị. Áo ngực 35 ngàn một cái nha mấy chị ơi. 35 ngàn một cái. Thanh có size 32, 34, 36, 38 nha mấy chị. 32, 34, 36 thôi. Rồi lấy 38, 40, 42 luôn mấy chị nha. Áo ngực chị nào lấy chút giùm thanh luôn. Bộ vàng 27 hả? Bộ vàng 27 thì em có. Rồi bộ vàng 27 ok chị. Chị Út Nguyễn nè. Áo ngực thanh có size lớn, size 40, 42, 38, 36, 32 trở lên nha mấy chị. Đó, thanh xem cho mấy chị áo ngực có 35 ngàn một cái thôi. Rồi áo hoodie nè, 35 ngàn một cái luôn. Đó, 35 ngàn một cái áo hoodie, chị nào lấy chút giùm thanh luôn ha. Bộ 39 ok, Đoàn Đăng Trâm nè, lên số hội thanh luôn. Lên số hội thanh luôn, Đoàn Đăng Trâm ơi. Đây, cái bộ này nó còn một bộ luôn, bán 39 ngàn luôn nè. Đây, bộ này sale 39 ngàn luôn nè, bộ lửng nè. Bộ này là 50kg mấy chị, 50kg, 55kg nha. Chị nào cao là 55kg á, rất là dễ thương luôn mấy chị. Ở tay cánh tiên nha. Bộ này Thanh cũng sale cho mấy chị luôn. 39 ngàn luôn mấy chị. Bộ này là bộ như là 120-125 gì đó. Sale cho mấy chị luôn, bộ màu hồng 39k. Lên giùm Thanh là hồng 39k nha. Rồi ok, Dương Trần nè. Rồi những chân nè, áo nè, áo 35k nè. Rồi hồng 39k nè. Ok, Kim Thảo nè. Bộ hồng 39 ngàn, lên giùm Thanh là hồng 39 mấy chị, hồng 39k. Rồi Đoàn Bông Trâm nhập bè đồ bánh chắc vô Khánh ơi. Áo hot đi không ngủ, đợi chị xíu đi. Đợi chị xíu nha. Có pyjama không? Có nha, đợi xíu đi, áo hot đi không ngủ hả? Rồi mấy chị lên giùm Thanh là áo, áo 35 ngàn nha mấy chị. Áo 35 ngàn. Không ngủ, không ngủ, để coi còn cái này. Đây, còn cái này nè, còn có cái thôi. Ủa cái này có nón luôn à. Có nón luôn à. Rồi cái này Nguyễn là 835 nè.
Rồi lên cho tao là mã 835 mấy chị. 835. Tối nay Thanh lai, tối nay Thanh lai buổi nữa là ngày mai Thanh nghỉ một ngày xả hơi nha mấy chị. Mai Thanh nghỉ một ngày xả hơi nha. Rồi màu đỏ nữa nè. Đỏ nha mấy chị, đỏ. Mấy chị mua này Tết mặc mấy chị. Tết mình mặc hoặc con mình mặc thì cũng được chân. Mùa lạnh tới thì mấy chị mua mấy cái này mặc đã lắm, sướng lắm. Rồi 35 ngàn màu đỏ luôn. Chị nào lấy chung Thanh luôn. 55, 60kg gì cũng vừa, tùy theo chiều cao nha mấy chị. Tùy theo chiều cao nha. Rồi màu đỏ 35 ngàn. Áo áo, áo này chị không biết nó nằm trong trời nào nữa nè. Không biết nằm trong trời nào luôn. Rồi đây màu trắng nè. À, màu trắng 35 ngàn mấy chị. Hàng này hàng trăm mấy nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị nè. Bộ
khác được không tiền Nobita? Cho em coi áo hot đi. Em mới vô. Rồi đợi chị Thanh sẽ quay lại. Chị có Zalo không? Có nha, có Zalo nha cưng. À, nhắn số Zalo của chị đi cánh. Rồi cái bộ này Thanh xem cho mấy chị 45.000 cho mấy chị, 50kg đổ lại cho mấy chị. Chị nào lấy chút giùm Thanh luôn. Phụ phi bóng mấy chị. Phụ phi bóng nha. Bộ phi bóng này 45.000, 50kg đổ lại. Lên giùm Thanh là bộ đen. Bộ đen. Bộ đen 45.000. Cái bộ này chị hết rồi Yến ơi. Chị hết rồi cùng Giang ơi. Đen 45 ok tiếp nhi. Có đỏ với vàng rồi ok chốt hai cái cho Nguyễn Linh đi. Rồi con ghi với mày. Con bỏ bọc con ghi với mày chữ Nguyễn Linh. Là gì biết là gì in giấy nha. Rồi Nguyễn Linh chị lấy cho cưng hai cái rồi nha. Chị lấy cho cưng hai cái rồi. Chị lấy cho cưng hai cái áo hấp đi rồi đó nha. Rồi cái bộ 45.000. Rồi lấy hai bộ đùi 25.000 luôn cảnh ơi, cho tiền Nobita là đi giày gì luôn đi. Tiền Nobita hai bộ đùi Bima đùi hai bộ bộ mà chị Huệ Mỹ có hổng lấy 10 bộ á. Trong thùng thử á hai bộ 25.000 cho tiền Nobita luôn nè. Lấy ngồi thì ra báo gì. Rồi bộ tay dài. Bộ này thanh sale luôn 45.000 luôn mấy chị. 45.000 luôn mấy chị, cái này mấy chị mặc đi đâu cũng được trơn á, tại nó tay dài nó rất là lịch sự nha. Rồi bộ này 50kg đổ lại nha mấy chị, 50kg đổ lại bộ tay dài. Xem cho mấy chị bộ này 45.000, lên giùm Thanh là bộ đỏ 45k. Rồi đỏ 45k mấy chị, đỏ 45k. Chị nào lấy chút giùm Thanh luôn, đỏ 45k. Rồi Thảo Kim nè, chị cho em xem áo đó chị bỏ tiệm không bỏ đây lên ơi. Giờ mà cưng cái màu khác cũng không có nữa. Áo không nón thì chị lấy yên cái áo cho cưng luôn. Áo không nón. Đây hồi nãy ai hỏi áo hấp ti nè, coi lại nè. Không quên nữa. Đó áo hấp ti không nón mấy chị. Ê có nón nữa lộn. Đây áo hấp ti nè 35.000 một cái mấy chị. 35.000 một cái nha. Chị nào hồi nãy nói lấy áo hấp ti, giờ Thanh dở lên cho coi lại nè. Đó áo hấp ti đưa cho chị nhỏ cái móc coi. Đó, Thanh móc lên cho mấy chị coi luôn đi cho nó dễ. Đó, áo hot đi 35.000, sale có 35.000. Đó, cái áo hot đi sale 35.000. Áo không nón, áo không nón giờ còn màu đỏ với màu gì đó. Còn màu đỏ với màu vàng thôi. Rồi bộ này 45.000 luôn mấy chị. 45.000 luôn nha, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đó, 45.000, 45.000, bộ này 50kg đổ lại luôn nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị có 45.000 mấy chị. Nha, bộ này không ai bán cho mấy chị 45.000 đâu ha. Thanh nói thiệt luôn, bán 45.000, bữa trước Thanh sale 50.000, bác sĩ Thanh lấy ầm ầm luôn á. Rồi, ok, màu vàng 45 nè, ok, Kim Thảo nè. Áo đỏ nam mặc được không? Được má. Áo đỏ được lấy màu hồng thôi, còn ngoài ra màu gì cũng mặc được chứ. Chỉ có màu hồng là con trai mặc không được thôi, còn ngoài ra màu gì cũng mặc được hết chứ. Rồi vàng 45 là ok nè, Kim Thảo nè. Rồi màu vàng nó có màu hồng nữa nè mấy chị. Màu vàng nó có màu hồng tay dài nha. Bộ 45, bộ 45 màu vàng nó có hết rồi nha mấy chị. Còn không nha. Màu vàng anh hết rồi, màu vàng anh hết, anh còn màu hồng nha mấy chị ơi. Rồi còn màu hồng nha. Còn màu hồng 45.000. Rồi ok màu hồng nè, Kim Thảo nè. Chị Kim ơi em hết màu vàng rồi, cực vàng của em ơi. Em hết màu vàng rồi, Kim Thảo nhập số điện thoại vô cảnh ơi. Em hết màu vàng rồi nha. Hết màu vàng. Anh còn màu đen. Màu xanh dương. Màu đen, màu xanh dương với màu hồng thôi. Đen, xanh dương, hồng. Hồng cũng được rồi, ok nè. Hồng 45k nè. Chúc cho em nè. Bộ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị đâu lấy chú Thanh luôn, 45.000 màu xanh nè, quả trời đẹp luôn. Bộ này là khoảng 50-55kg thôi mấy chị. 50-55kg thôi nha, màu xanh nè. Rồi chị nào lấy chú xanh giùm Thanh luôn ha. Màu xanh này là màu xanh giống như xanh đậu vậy đó mấy chị. Đó, giống như xanh đậu vậy đó nha. 45.000. Rồi chị nào lấy chú giùm Thanh luôn ha, xanh đậu. Xanh đậu 45k. Thank you.
Rồi đây bộ màu đỏ nè. Còn 45 ok kim thảo. Có ốc phát tử không? Có chứ không, anh lên từ từ nha mấy chị. Anh lên từ từ mấy chị đợi anh. Cảm ơn. Nói cũng để nó đi từ từ đi con. Bộ này mà dịu lấy bộ màu đỏ này rồi phải không? Rồi bộ này nó sao cho mấy chị luôn 29.000 mấy chị. 29.000 bộ này làm sale cho mấy chị luôn nè. Bộ này 50-55 kg cho mấy chị. Ở bộ đùi 29.000, bộ này Thanh bán 35.000 cũng được, nhưng mà Thanh sale cho mấy chị. Nói ra đơn của chị Huệ Mỹ để nó đi, khoan đi con ơi. Từ từ đi. Không chừng tối bà mua. Rồi 29.000 lộn. 29.000 cái là bộ đỏ 29.000, chị nào lấy chỗ Thanh là đỏ 29k nha. Đùi 29 ok kim thảo nè. Chuyển khoản hết, chị có bị chị ship không? Không cưng ơi, hàng sale hồi lúc trước chị bán không có lời gì, chị chuyển khoản chị miễn ship, chứ giờ chị bán còn là bán lỗ không, bán sale không mà, cho nên là không có miễn ship nha. Rồi cái bộ này là bộ này 40 luôn nè, 40 nha, 40 chị nào lấy chút dùm anh luôn, 40.000. Bộ này 40.000 nha, 40.000 bộ vàng. Đây vàng 40 nè. Rất là đẹp luôn, 40.000. Đỏ 29, đỏ 29 thanh hết, thanh còn màu, còn màu vàng thôi, cái còn màu hồng thôi. Vàng 40 ok kim thảo nè. Em chuyển khoản thì chị sẽ giảm cho em được một phần nào đó tiền ship thôi. Em chuyển khoản thì chị sẽ giảm cho em tiền ship được chút đỉnh thôi, chứ không có miễn ship. Đây bộ này 29.000 nè, 29.000 anh có màu hồng nha. Đây bộ hồng 29.000, bộ này anh bán 35.000 cũng được, 45.000 cũng được. Đó là anh sale cho mấy chị có 29.000 à, đó cho nên là kêu anh miễn ship là anh không có miễn ship được. Rồi màu hồng nè, hồng 29.000, còn mấy bộ thôi. Vàng 40 ok chú Toàn nè. Bỏ qua cho mọi người nè. Cái trang của hồi nãy hả chị? Bộ vàng nó chị hết rồi. Bộ vàng nó hết rồi nha, chúc bạn ơi. Vàng nó hết rồi, vàng hết rồi nha. Được các bạn Zalo em hả? Số Zalo của chị Cảnh nha, lấy số Zalo của gì lên nha Cảnh. Hồng 29.000, chị nào lấy chút thanh là hồng 29.000 nha, hồng 29.000. Hả? Chuyện mấy cái quần lót này nè, chuyện qua góc của anh cái gì nhỏ đây. Rồi hồng 29 ok nè. Tiền Novita. Rồi đó chị qua bệnh chắc là bệnh cái gì nhỏ đây. Hãy số hỏi của gì lên, số hỏi Zalo á. Yeah.
Zalo của Thanh đó. Bộ này là từ 35 tới 45 năm.
nha mấy chị. 27.000. Bộ này là bộ tung 3D. Bộ tung 3D nha. 27.000 mấy chị. Theo với mấy chị 27.000 mình bán theo cho mấy chị đó, chứ giá sỉ là 29.000 rồi. Ở 32.000 nhưng giá sỉ là 32.000 cho thành nói lộn. Ở 27.000 mình còn có mấy bộ thôi mấy chị. Còn có mấy bộ mình bán rẻ cho mấy chị luôn á. Rồi chị nào lấy chút giùm Thanh luôn. Áo ngực này một cái là 85.000 đó mấy chị, 65.000.
85 gì tùm lum hết. Đó, bây giờ tao sale cho mấy chị 85 nghìn luôn. Cái màu đen còn 40 với 42. Đây màu đen còn 40 với 42. Chị nào lấy chụp cho tao luôn nha. 40 với 42. Rồi
Chị ơi, cái bộ đồ này nó bị gì vậy, sao chị bán dễ dơ này nọ gì đó. Cho nên chị nói trước nha.
được, chứ còn mà bán thì phải giặt lại bán thử không được. Rồi bộ này sale 25.000 mấy chị. Bác Kim mê rồi, bác Kim mê mồi rồi. Đây cái bộ này 25.000 mấy chị. Trời ơi, cái bộ này 25.000 siêu rẻ luôn á, siêu rẻ luôn mấy chị. Thanh sẽ sale cho mấy chị cả trăm bộ đồ bộ luôn nè. Tưởng như là chị ai á. 25.000 nha, 25.000. Bộ này 25.000 mấy chị, 45kg đổ lại, 45kg đổ lại mặt đó, và thấy cưng về mấy chị xé lẻ ra được luôn nha. Xé lẻ ra mặt cái áo lẻ cũng xé được luôn nha mấy chị. Bộ 25 lên dùm anh luôn. Rồi bộ 25 nè, ok Kim Thảo nè. Mấy bộ này nó còn bán rẻ. Kim Thảo nhiều quá, lấy cái màu trắng bỏ vô đi con. Con có nói chuyện nói nhỏ nhỏ không được nói lớn. Rồi cái đầm, cái dung nè mấy chị, cái dung này mua cho bé mặc được thấy cưng quá, 25.000 luôn. Đó, dung đen 25.000. Dung đen 25.000, 45kg mấy chị. 45kg nha, dung 25, chị nào lấy chỗ Kim Thanh luôn, dung 25, cái nào lỗi là phải báo lỗi nha mấy chị. Nha, cái nào lỗi là phải báo lỗi cho mấy chị. Rồi cái dung này 25.000. Cái nào anh cũng có nói nút ký hết trơn nha mấy chị. Rồi cái này bị lỗi dơ nữa nè. Đó, nó lỗi dơ cái áo nè, cái set váy này cho bé mặc nè. Bé khoảng 30kg á, cái này nó sale cho mấy chị luôn 20.000, mới bị lỗi dơ, mấy chị lên thì nó là bộ lỗi 20k gì ngâm xà bông giặt Kim Thanh nha. Đó, sale cho mấy chị 20.000. Cái váy nè, với cái áo lẻ nha mấy chị. Cái váy với áo lẻ nha. Đây, thấy cưng chưa mấy chị. Ở cái váy có quần luôn nha mấy chị, 20.000. Lên Dùm Thanh là set váy lỗi Dùm Thanh, kèm chữ lỗi với Dùm Thanh đi cho nó có bằng chứng mấy chị. Set váy lỗi 20.000 nha mấy chị. Bộ lỗi 20, ok Kim Thảo. 63kg hả? 63kg à, có, nhưng mà để Thanh lên từ từ đó nha. Nhiều lắm, một bọc nè, một bọc luôn nè. Cái máy Thanh nó nhảy bình luận chậm quá. Nước không nè, anh
bà ngoại về bà cho bánh nha. Cái này mùi cam thôi mấy chị, cái này nó bị dơ, nhưng mà mấy chị về mấy chị ngâm xà bông và mấy chị là nó sạch nha. Mùi cam thôi, cái này cho dung mấy chị. Chị coi có bé 25 kg hả? Để tắm bộ rồi, để coi có thì chị để cho nha. Thank you.
Đây bộ lụa nè. Chào tỷ phú Trần nha, chào cục vàng. Rồi bộ này 45.000 luôn, xem cho mấy chị 45.000. Nó dùng lắm nào bộ lụa. Lụa 45 ok kim thảo. Chị Huệ ơi, em còn cái áo dài nè chị. Em còn cái áo dài nè, 35.000. Còn nguyên set áo dài nè, áo dài nha, áo dài với váy nè, 35.000, khoảng 40-45 kg nha. Set áo dài mấy cưng quá. Rồi lấy chút cho anh luôn nha, set áo dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi những thanh yến.
Tối lại tiếp.